This is Hotel 9-1. We are going down in Sector Bravo, Tango 7-9er. Mayday, mayday! Ok, chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Call of Duty Black Ops. Trong tập này chúng ta sẽ trở lại Việt Nam, lại tiếp tục gây tranh cãi nữa. Nhưng mà một chút nữa mình có một số coi như là thông điệp truyền tới các bạn ha. Thì mình để mình chơi qua cái cảnh này cái đã. Rồi bị mấy anh lính Việt Nam cho ăn hành nữa rồi. Mình vừa bị bắn rớt xuống sông các bạn ơi. Coi như là trực thăng của chúng ta bị rớt, bị bắn rớt giữa gừng các bạn. Rồi chui ra mau lên trời. Đây. Ép. Bấm liên tục. Rồi ran up cứu mình. Thì nếu như có cảnh nào gây tranh cãi mình sẽ cắt nha. Oh shit. Stay sharp, Mason, they're out there. Xong, một cảnh gây tranh cãi đã qua. Mấy khúc mà cạn cảnh cái vụ mà bắn chết thì mình có lẽ mình cắt các bạn ơi. Kìa có hai đồng chí trên kia. Wow, trong cái phần này khẩu AK-47 hơi bị giật luôn á. Giật hơn những cái phần game trước của cái series này. Của cái series Call of Duty. Đó. Kinh nghiệm bắn AK-47 thì ngắm ở dưới chân á để nó giật lên cái mình. Ngắm ở dưới chân nha các bạn. Nó sẽ giật lên trúng cái mình. Rồi, hết chưa? Game này nó không được ở chỗ là nó vẽ lính Việt Nam hơi bị xấu. Vẽ mình như thổ phỉ vậy á, tụi này khốn nạn thật. Rồi, ok. Thì hôm nay có nhiều bạn nói mình không tốt nha, nói mình chơi bắn người Việt Nam, người Việt mà bắn người Việt. Nhưng mà đây là một cái game ha các bạn. Thường ngày các bạn chơi những game của Mỹ, đặc biệt là dòng GTA Vice City hay là GTA 5 gì đó, các bạn bắn giết người trong đó, các bạn bắn cảnh sát, các bạn quấn quân đội, thì người đó là người nào các bạn? Đó là người Mỹ ha. Người Mỹ họ làm game cho các bạn bắn vào nhân dân Mỹ, bắn vào lính Mỹ, bắn vào cảnh sát của Mỹ. Tại sao các bạn không cảm thấy điều đó? Chẳng lẽ các bạn chơi trò đó các bạn là người tốt, rồi các bạn chơi người trò này các bạn là người xấu sao? Đúng không? Trở lại thì những cái nhà phát hành game thì họ tạo ra cái game á, họ chỉ muốn tiền của các bạn thôi, đúng không? Chứ không phải là họ truyền cái thông điệp mà kiểu như lật đổ chính quyền hay là này nọ ha. Mục đích để giải trí và họ lấy tiền của các bạn. Đó là mục đích chính của họ. Đó. Ok, một cảnh tranh cãi nữa lại qua, mình cắt đây, cảnh đó ghê lắm. Thì nó các bạn nghe những lời mình nói vừa rồi đó, các bạn thử suy nghĩ đi. Người Mỹ họ làm game bắn nhân dân của họ luôn, họ còn không nói gì nữa, thậm chí họ còn khen cái game nó hay và họ chấm điểm các kiểu luôn, tranh cử các giải thưởng game hàng năm luôn. Người ta đâu nói gì các bạn. Đúng không? Người ta sẵn sàng bỏ qua những cái vụ đó tại vì nó chỉ là game thôi. Nó đâu có ý đồ gì mà lật đổ một chính quyền này nọ đâu, đúng không? Cho nên là các bạn hãy thoải mái đi ha. Game này chỉ là game thôi, nó chỉ tái hiện là cái cảnh chiến tranh. Mà chiến tranh thì lúc nào cũng có bắn nhau, cũng có người chết, đúng không? Chỉ là cái game này cho mình vào cái thân phận của người Mỹ thôi, để đánh người Việt Nam. Nhưng mà hết cái phần 1 này thì coi như xong rồi. Tới phần 2 thì nó sẽ không còn cái vụ mà đánh nhau tại Việt Nam này nữa. Rồi chúng ta sẽ
đi theo cái ông Wood, hình như là đặt mìn ở dưới thì phải. Chính xác. Game này thì mình chơi hồi mấy năm trước đó các bạn, mà mình chơi không có hết, chơi được có mấy cái nhiệm vụ là nghỉ rồi, không biết sao nữa. Với lại thì khoảng thời gian này mình sẽ đăng video hình như là ít lại các bạn ơi, do là mình chỗ mình ở không có phù hợp, không có phải lúc nào cũng quay game được ha. Khoảng 2 tháng nữa khi mà nhà mình xây xong á, cái nhà cũ của mình xây xong thì mình sẽ có một cái phòng live stream đàng hoàng ha các bạn. Mình sẽ live stream cho các bạn xem luôn. Đặc biệt là mình sẽ làm một cái dàn máy mới luôn ha. Các bạn hãy đón chờ khoảng thời gian nó sắp tới đi. Có lẽ là tháng 11 hoặc là giữa tháng 11 mình sẽ đầu tư một cái phòng máy đàng hoàng luôn. Lúc đó thì sẽ có nhiều video cho các bạn xem, không chỉ có thể gọi là game bắn súng đâu, không đâu, mà có thể là GTA Vice City chẳng hạn, hoặc là GTA 5, hoặc là Far Cry 6 các kiểu. Ê nhẹ, cái này nhẹ thôi. Cái này chỉ quẹt cái rồi té thôi, không có gì. X-ray's clearing the west flank. ETA 3 minutes. We gotta split up. I'll take the high ground. You cross the river. Ok, đặt quả mìn ở dưới này. Nói chung đây là cái nhiệm vụ mà chúng ta vào trong cái căn cứ trong rừng này, chúng ta phá hoại phá hoại của cải nhà cửa. Ôi trời ơi, hết hồn vậy. Chơi game này có ngày đứng tim. Explosives are primed and ready. Sierra in position. Whiskey ready. Roger. X-ray inbound. Rồi tới lúc bóp súng được rồi đó. Right here. Ok. Bấm chuột trái sẽ kích hoạt những quả mìn. Put a little present in the fuel reserve up ahead. All right. Mason. Let's see what this Semtex can do. Ok. Oh! Rồi bắt đầu quất thôi. Đúng là súng mà bắn không nhắm, nhắm rồi như shit vậy. Xin lỗi các đồng chí, xin lỗi. Ngại lắm các bạn ơi. Nó chơi cái phần này ngại quá. Ây da! Chơi nguyên một quả OBG. Rồi lấy súng ngắm cái bắn thử coi. Được, cái này được. À tụi này nó dễ sai rồi nè, dễ sai người Việt Nam rồi nè, dễ bậy bạ. Tụi này lính Việt Nam hồi đó đâu có ăn mặc giống vậy. Tụi này là của người vùng cao mà, Tây Nguyên đồ. Có người núp trong đây. À, chỗ lưu đạn đó kìa. Trời đông vậy. Come on. Come on, come on. Up. Ok ok, có khẩu súng gì đây? Giải bác 4 nòng nha. Súng này ghê à. Ó. Ngon, súng này ngon. Gì vậy, sao quả nó không nổ? Đùng. Trời đất. Wow, súng rocket nha các bạn. Không rocket mà tới 4 nòng lận. Súng này sao mình ít gặp trong mấy cái game đó ta? Đúng là ít gặp thiệt luôn. Cứu tao, bố ơi, cứu tao. Rồi chở mình đi gì? Không phải rồi. Ow. Oh.
Súng này nhiều đạn phải, mấy trăm viên luôn, 700-800 gì đó. Sử dụng mấy cái súng gấp của nó cho mình thì đạn rất là nhiều ha. Còn mấy cái súng lùm lùm là 200-300 viên nè, đạn ít lắm. Hey, xin lỗi các bạn. Ôi trời ơi. Để cái này bắn coi. Bóp. Ow. Kìa, ở đó có cái nắp hầm kìa. Trong đó có cái gì nhỉ? Có cái hầm ở đây. Mở coi. Ở đó lính Mỹ sợ mấy cái hầm này lắm các bạn. Gặp cái mấy cái hầm á muốn chui vô mà không dám chui, sợ sợ dưới có người cho ăn ăn đạn, ăn kẹo. Thiệt, đúng là mấy cái hầm này nguy hiểm thiệt. Chui xuống là có người canh cầm AK dưới á, canh chĩa thẳng vô cái cửa hầm này, nhảy xuống là chết liền luôn. Đảm bảo. Bây giờ thường thường tụi nó quăng lựu đạn xuống trước. Mà cũng không ngon ăn đâu các bạn ơi, mấy cái hầm này ưa. Nhân dân Việt Nam chúng ta đã đặt bẫy rất là kỹ càng. Không dễ ăn đâu. Ui dán. Bị lỗi gì nè các bạn. Chiếu đèn vô mà cái thằng đó đang lùi à. Ui. Khát hồn mày. Headshot bây giờ đó. Cha Renop này làm hết hồn. Lỗi rồi nè. Nhìn thằng lính đen thù lùi. Ồ, hình như nó kêu mình tắt đèn. Mở đèn sẽ bị lộ. Ôi! Thấy chưa? Trời ơi. Dưới này rất là nguy hiểm các bạn. Mạng sống của chúng ta ở dưới này rất là mong manh. Ơi chuột. Mấy con chuột. À! Ow. Mẹ, xuống đây mà được cái súng có 6 viên nè. Ý mình là cái súng mà không có nạp được nhiều đạn vô á. Người ta đưa khẩu nào mà nạp chừng mười mấy viên gì đó, bắn cho nó phê chút. We will mourn him later, Mason. Ran up. There are signs of Soviet presence. Hay quá ha. Người thì đen thui lùi nhưng mà tóc râu thì trắng sáng. Hư cấu. Game này nó cũng thêm thắt nhiều yếu tố hư cấu trong đây. Careful, please. I hear the enemy. Wow. Rồi thanh niên này có vỏ các bạn. Ui. Đi tiếp. Đi. Rồi nó kêu mình đi trước đi. Nó sẽ đi theo. Đồ chính nhát chết tiệt. Phần khó nó đưa cho mình. Phần dễ nó đi chứ. Thấy rồi, thấy rồi. Bóp. Bóp. Chúng ta phải bình tĩnh. Ow. Ê, 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 ê. Sao đúng lúc vậy? Lỡ cái chăng lúc mà lắp đạn không à? Ow, ow. Xin lỗi đồng chí. Ba người. Rồi, đây là cái hầm chỉ huy. Máy móc rất là hiện đại. Máy móc rất hiện đại nha các bạn. Máy móc này là của Liên Xô hỗ trợ này chứ đâu. Wow.
Nova 6. Ồ. Ok ok, đi ra đây. Phá cái cửa. Chấp mẹ, sập hầm ơi. Mà lên. Sập hầm tới nơi rồi. Oh no. What the hell man. Thấy mẹ không? Mà lên. Nguy hiểm. Về. Mang chú về để phá cái mấy cục đá này. Oh shit. Hey. Chuyện gì vậy? Adù. Rồi nhảy qua. Hey. Chụp ngay cái càng. Cái này người ta gọi là đu càng đó. Trên mạng người ta gọi là đu càng đó các bạn. Mỹ nó chế ra chiếc trực thăng có hai cái càng để đu á. Ok, cái tập này tới đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi tập 8 của mình. Rồi, bye các bạn.